kết xoàn 5 viên 4 ly 3. Mẫu này là 3D 3 mặt nha, nhìn tất cả các phía đều có kim cương hết. Mẫu này là mẫu mới nhất năm nay. Cái kiểu giống như là vương miện, nhưng mà cái mẫu này là unisex, nam nữ đều được hết chứ không dành riêng cho nữ hoặc là không dành riêng cho nam. Mẫu này đeo cực kỳ trắng chiếu luôn nha, bởi vì size tấm hộp xoàn của nó đều là những viên tầm cỡ là trung bình khá trở lên. Thì nó có 5 viên hộp xoàn chủ là 4 ly 3 nước ép độ sạch VVS1, giá cắt là very good hoặc là excellent. Nhưng kiểm định của nó là kiểm định FGC thì giá nó sẽ rẻ, nếu như PNG thì nó rơi vào khoảng 4 ly 3 là 17-18 triệu. Nhưng mà FGC thì nó có 14 triệu một viên, nhưng mà chị này chỉ lấy 5 viên, mình bớt 300 ngàn một viên thì là 13.700.000. Còn cái vỏ nhẫn, cái vỏ nhẫn thì nặng là 6,11 gram vàng, có 32 viên hộp xoàn là 2 ly và 1 ly chính, 24 viên là 1 ly rưỡi, 1 ly 7 và 8 viên 1 ly 3, khá nhiều size hộp xoàn tắm nha. Tiền vàng không là đã hơn 12-13 triệu rồi. Tiền tắm hộp xoàn cân cara lên á, là nếu mà hộp xoàn tắm cân cara lên là dị chi là khoảng 47-48 triệu, chưa kể tiền công vô hộp. Rồi 5 viên 4 ly 3 này, 5 viên 4 ly 3 này á, là 13.700.000, 5 viên là 68.500.000 đồng. Cái vỏ là 59 triệu, tổng cộng chiếc nhẫn xoàn này là 127.500.000 đồng nha. Phù hợp cho là mình mua biếu cho tặng vào dịp lễ 20 tháng 10 này nha khách yêu. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 463131. Tất cả các sản phẩm bên em không có bán online, chỉ bán tại cửa hàng nha khách.